Chào cả nhà yêu nhá. À, đây là mình nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của mình. Mình cũng quang trành toàn cánh phúng bùng bu gà dọa lợn rồi dọa gà rồi các loại trên đời luôn ấy để nuôi các con khôn lớn. À, cho nên là bây giờ là mình cái nghề đấy thực sự là bây giờ mình không làm được nữa. Bây giờ là vẫn còn các chị cùng ngành cùng nghề các chị vẫn còn giữ nghề đấy ạ. Cả nhà có ai cần mua cái đồ gì thì ra đây nhá. Gần Tết đến nơi rồi đấy ạ. Không mua giờ đến Tết lại tranh nhau mà lại đắt thế này. Cái xe này à. Xe này che già các bạn này. Che già nó đỏ như thế này các bạn nhìn thấy không? Nó đỏ hết cả từ cái mắt nó từ cái thịt của nó luôn ấy. Cái này che cũng già này. Đấy, các bạn nhìn nó đỏ rất ráo này. Đấy. Thế còn nếu mà ai thích cái mua rổ nhựa nhưng mà tớ thì tớ vẫn thích dùng rổ tre. Rổ tre tớ thích. Đấy. Cả nhà nhá. Đấy. Hôm nay bà Dung đi à? Dung đang đi chán này. Đấy. Chị ơi. Chị à hả? Không. Đây ạ, à, đây ạ, à, này, cả nơm nhá, cả nhà nhá. Cả nhà ra đây mua hàng ăn cho chị. Tốt ạ. À. Đây chị, đây bà chủ đây ạ. À.